Các vua nhì, chương 7. Nhưng Elisha đáp: Hãy nghe rõ lời của Chúa. Chúa phán rằng: Ngày mai cũng vào giờ này, tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc giá còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch cũng bán 3 chỉ bạc mà thôi. Vị quan hộ giá đang giang tay ra cho vua vịnh liền nói với người của Đức Chúa Trời: Dầu Chúa có mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, thì điều ấy há có thể xảy ra được sao? Nhưng Elisha đáp: Chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn. Samari được giải vây. Khi ấy có 4 người phun ngoài cổng thành, họ nói với nhau: Tại sao chúng ta cứ ngồi đây cho đến chết? Nếu chúng ta nói hãy vào trong thành, thì trong thành đang có cơn đói kém và chúng ta sẽ chết trong đó. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết, chi bằng chúng ta hãy qua trại quân Aram và đầu hàng. Nếu họ tha mạng cho thì chúng ta sẽ sống, còn nếu họ giết thì đằng nào chúng ta cũng chết thôi. Vậy họ trỗi dậy lúc trời vừa sập tối để đi đến trại quân Aram. Nhưng khi họ đến đầu trại quân Aram thì không thấy có ai ở đó cả, vì Chúa đã khiến cho đội quân Aram nghe tiếng rúng động do các xe chiến mã và các ngựa chiến, tiếng của một đạo binh rất lớn đang kéo đến. Vì thế họ bảo nhau: Vua Israel đã thuê các vua của người Hê-tít và vua Ai Cập đến đánh chúng ta. Vậy lúc trời vừa sập tối, họ bỏ trại, ngựa, lừa và mọi thứ y nguyên, mà mạnh ai nấy chạy để cứu mạng. Những người phun này đến đầu trại quân, rồi họ tiến sâu vào trong doanh trại. Họ ăn và uống, xong lấy bạc vàng và quần áo đem đi giấu. Rồi họ trở lại vào trong một doanh trại khác, lấy những của cải và đem đi giấu nữa. Bây giờ họ nói với nhau: Chúng ta làm như thế này thật không phải. Đây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ yên lặng và đợi đến trời sáng thì chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay báo tin này cho nhà vua. Vậy họ đến và gọi những người canh cổng thành và nói: Chúng tôi có đến trại quân Aram, nhưng chúng tôi không thấy có ai và không nghe tiếng người nào ở đó cả. Chúng tôi thấy ngựa đang cột, lừa đang cột và các lều trại vẫn y nguyên. Những người canh cổng thành liền gọi vào báo cáo cho nhà vua. Nửa đêm vua thức dậy và nói với bầy tôi của mình: Để ta nói cho các ngươi biết quân Aram đang chuẩn bị làm gì với chúng ta. Chúng biết rằng chúng ta đang bị đói, nên chúng đã rút vào trong đồng ẩn núp và nghĩ rằng: Đợi cho dân Israel ra khỏi thành thì chúng ta sẽ bắt sống chúng rồi vào chiếm lấy thành. Một trong các tôi tớ của vua nói: Xin hãy cho vài người lấy 5 con ngựa còn lại, nếu không chúng cũng sẽ đồng chịu chung số phận với toàn dân Israel đang chết dần chết mòn còn sót lại đây, mà sai họ đi xem thử thật hư ra sao. Vậy họ chọn 2 chiếc xe chiến mã, mắc ngựa vào, rồi vua sai họ đuổi theo đạo quân Aram và bảo: Hãy đi và xem thử tình hình ra sao. Vậy họ đuổi theo đạo quân Aram cho đến tận bờ sông Giô-đan. Dọc đường họ thấy, trong lúc hối hả chạy trốn, quân Aram đã vứt bỏ quần áo, quân trang quân dụng la liệt khắp nơi. Các sứ giả bèn trở về và trình báo với nhà vua. Bấy giờ dân chúng từ trong thành túa ra cướp lấy của trong các trại quân Aram. Cho nên 7 lít bột lọc giá còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch cũng bán 3 chỉ bạc, y như lời của Chúa. Khi ấy vua chỉ thị cho vị quan hộ giá đã giang tay ra cho vua vịnh điều động trật tự ở cổng thành. Dân chúng dẫm lên trên quan ấy mà tràn ra, làm cho ông ấy thiệt mạng ở cổng thành, y như lời Đức Chúa Trời đã phán khi vua xuống gặp Elisha. Lúc ấy người của Đức Chúa Trời có nói với vua: Ngày mai cũng vào giờ này, tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc giá còn 3 chỉ bạc, 14 lít lúa mạch cũng bán 3 chỉ bạc mà thôi. Nhưng vị quan ấy đã nói với người của Đức Chúa Trời:
Dầu Chúa có mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống, thì điều ấy há có thể xảy ra được sao? Và người của Đức Chúa Trời đã đáp, chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn. Việc này đã xảy ra cho vị quan ấy. Người ta dẫm lên trên ông ta và ông đã chết tại cổng thành. Các vua nhì, chương 8. Người đàn bà Sunem được lại sản nghiệp. Khi ấy, Elise nói với người đàn bà có con được sống lại. Bà và gia đình bà hãy trỗi dậy và đi đến một xứ nào sống được mà sống. Vì Chúa đã định cho xứ phải chịu một cơn đói kém dài 7 năm. Vậy bà ấy trỗi dậy làm theo như lời của người Đức Chúa Trời đã bảo. Bà và gia đình bà đến kiều ngụ trong xứ Philippines 7 năm. Cuối 7 năm, bà từ xứ Philippines trở về và đến kêu cầu nhà vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Khi ấy, nhằm lúc nhà vua đang nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, vua hỏi, hãy nói cho ta nghe mọi việc lớn lao mà Elise đã làm. Đang khi Gehazi kể cho vua nghe thế nào, Elise đã khiến cho một người từ cõi chết sống lại, thì người đàn bà có con được sống lại, đến kêu cầu vua cho bà được phục hồi chủ quyền nhà cửa và đất đai. Gehazi nói, tâu vua, chúa của tôi, đây là người đàn bà đó và đứa con trai của bà được Elise cứu sống lại. Vua bèn hỏi bà và bà thuật lại mọi việc cho vua nghe. Đoạn vua chỉ thị cho một vị quan lo giải quyết lời yêu cầu của bà và dặn rằng, hãy trả lại cho bà tất cả những gì thuộc về bà, cùng với mọi lợi tức của ruộng vườn bà, từ ngày bà lìa xứ cho đến ngày nay. Ben-Hadad băng hà. Elise đến Đa-mách nhằm lúc vua Ben-Hadad của Aram đang lâm bệnh. Khi vua nghe báo rằng, có người của Đức Chúa Trời đã đến đây, vua bèn sai Hasael, ngươi hãy lấy một lễ vật đến gặp người của Đức Chúa Trời, nhờ người cầu vấn với Chúa, xem ta có thể bình phục sau cơn bệnh này chăng. Vậy Hasael đi gặp người của Đức Chúa Trời, mang theo một lễ vật gồm những sản phẩm tốt nhất của Đa-mách do 40 con lạc đà chuyên chở. Ông đến đứng trước mặt Elise và nói, con trai ngài là Ben-Hadad vua của Aram có sai tôi đến cầu vấn ngài rằng, tôi có thể bình phục sau cơn bệnh này chăng? Elise đáp, hãy về và nói với vua. Vua chắc chắn sẽ bình phục, nhưng Chúa đã cho ta biết rằng vua chắc chắn sẽ chết. Đoạn người của Đức Chúa Trời nghiêm sắc mặt nhìn chăm chăm vào Hasael, đến nỗi ông phát ngượng, rồi người của Đức Chúa Trời lại cất tiếng lên khóc. Hasael hỏi, tại sao Chúa tôi khóc? Elise đáp, bởi vì ta biết những việc ác mà ngươi sẽ làm cho dân Israel. Ngươi sẽ thiêu đốt thành trì của họ, ngươi sẽ giết các trai tráng của họ bằng gươm, ngươi sẽ chà nát những trẻ thơ dưới đất, và ngươi sẽ mổ bụng những phụ nữ có thai. Hasael nói, kẻ tôi tớ ngài là ai? Chẳng qua là một con chó thôi, làm sao có thể làm được việc lớn lao như thế? Elise nói, Chúa đã cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua của Aram. Sau đó ông rời khỏi Elise mà về gặp chủ mình là Ben-Hadad. Vua Ben-Hadad hỏi ông, Elise đã nói với ngươi thế nào? Ông đáp, người ấy nói với tôi rằng vua chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Nhưng ngày hôm sau, Hasael lấy một cái mền thấm đầy nước đem phủ trên mặt của nhà vua cho đến khi vua ngộp thở chết. Rồi ông lên ngôi thế vị làm vua. Jehoram trị vì Juda. Vào năm thứ năm triều vua Joram, con trai Ahab trị vì ở Israel, thì Jehoram, con trai vua Jehoshaphat bắt đầu trị vì ở Juda. Jehoram được 32 tuổi khi bắt đầu làm vua. Vua trị vì 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua đã cưới con gái của Ahab làm vợ.
vua đã làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa. Dầu vậy Chúa cũng không hủy diệt Giu-đa vì cớ David tôi tớ Ngài, vì Ngài đã hứa với David rằng Ngài sẽ để một ngọn đèn cho người và cho dòng dõi người mãi mãi. Trong thời của Jehoram, dân Edom dấy lên chống lại sự cai trị của Giu-đa và lập lấy một vua cho mình. Vì vậy Jehoram kéo toàn bộ xe chiến mã của mình vượt qua Sai-rơ. Dân Edom kéo đến bao vây đội quân của vua. Ban đêm vua và những sĩ quan chỉ huy các xe chiến mã của vua tấn công dân Edom. Nhưng khi đội quân của vua vừa thoát khỏi vòng vây, họ đã bỏ chạy về nhà. Thế là dân Edom đã nổi dậy chống lại sự đô hộ của dân Giu-đa cho đến ngày nay. Đồng lúc ấy, dân ở Líp-na cũng nổi lên chống lại sự cai trị của Giu-đa. Tất cả những việc khác của Jehoram và mọi việc vua làm há chẳng được chép trong sách sử ký của các vua Giu-đa sao? Jehoram an giấc với các tổ phụ mình và được chôn với họ trong thành David. Achazia con trai vua lên ngôi kế vị. Achazia trị vì Giu-đa. Năm thứ 12 triều vua Joram, con trai Ahab trị vì ở Israel, thì Achazia con trai vua Jehoram bắt đầu trị vì ở Giu-đa. Achazia được 22 tuổi khi bắt đầu làm vua. Vua trị vì được một năm tại Jerusalem. Mẹ của vua là Athali, cháu nội của vua Omri nước Israel. Vua cũng bước đi trong đường lối của Ahab, làm những việc tội lỗi trước mặt Chúa, giống như nhà Ahab đã làm, vì vua là con rể của nhà Ahab. Vua đi với vua Joram, con trai Ahab, tiến đánh vua Hazael của Aram tại Ramoth Galaad. Trận đó vua Joram bị thương. Vua Joram bèn rút về dưỡng thương tại Gitreel. Đó là những vết thương do quân Aram đã thương vua tại Ramoth khi vua tiến đánh vua Hazael của Aram. Achazia, con của Jehoram vua Giu-đa, xuống thăm Joram, con trai Ahab đang nằm dưỡng thương tại Gitreel. Các vua nhì, chương 9. Jehu được sức dầu làm vua. Lúc ấy tiên tri Elise gọi một tiên tri đến và bảo: hãy thắt lưng và cầm chai dầu này đi đến Ramoth Galaad. Khi đến nơi hãy tìm Jehu, con trai Jehoshaphat, cháu của Nimshi. Hãy đi vào, mời người ấy rời khỏi các bạn đồng đội, đưa người ấy vào một phòng kín, rồi hãy lấy chai dầu ra đổ trên đầu người ấy và nói: Chúa phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Xong rồi hãy mở cửa và chạy trốn, chớ có chậm trễ. Vậy chàng thanh niên đó, một tiên tri trẻ, đi đến Ramoth Galaad. Chàng ấy đến nhằm lúc các tướng lãnh của quân đội đang hội nghị. Chàng ấy nói: thưa tướng quân, tôi có một sứ điệp cần phải báo riêng với ngài. Jehu hỏi: cho người nào trong chúng tôi? Cho ngài, thưa tướng quân. Vậy Jehu đứng dậy đi vào phòng trong. Chàng thanh niên đổ chai dầu trên đầu của ông và nói: Chúa là Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên con dân của Chúa, tức là dân Israel. Ngươi sẽ đánh hạ nhà của chủ ngươi là Ahab. Ta sẽ báo trả cho Jezabel về máu của các tôi tớ ta, là các tiên tri, và máu của tất cả các tôi tớ Chúa. Toàn thể nhà Ahab phải bị tuyệt diệt. Ta sẽ diệt khỏi nhà Ahab mọi người nam, bất kể là nô lệ hay tự do. Trong Israel, ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà của Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà của Baasha, con trai Ahijah. Chó sẽ ăn thịt của Jezabel trong đồng Gitreel, và không ai sẽ chôn xác bà ấy. Nói xong, chàng thanh niên ấy mở cửa và chạy trốn. Khi Jehu trở lại với các tướng lãnh của chủ ông, họ hỏi ông: mọi sự đều bình an chứ? Tại sao tên khùng này lại đến gặp ông? Ông đáp: anh em biết mà, anh em biết mấy người ấy hay lải nhải thế nào mà. Họ nói: ông nói dối rồi,
Nào hãy kể thật cho chúng tôi nghe đi. Vậy ông kể lại cho họ, người ấy nói với tôi rằng, Chúa phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Nghe thế mọi người liền vội vàng cởi áo choàng của mình trải ra trên các bậc thang nơi chân của Giê-hu. Đoạn họ thổi kèn và rao lên rằng, Giê-hu làm vua, Giô-ram bị giết. Ấy vậy Giê-hu, con trai Giê-hô-sa-phát, cháu của Nim-si, âm mưu làm phản Giô-ram. Lúc ấy Giô-ram với toàn thể Israel đang phòng thủ chống lại vua Hazael của Aram tại Ramoth-Gala-át. Vua Giô-ram đã lui về Gít-rê-ên để dưỡng thương. Vì quân Aram đã thương vua khi vua ra giao chiến với vua Hazael của Aram, Giê-hu nói, nếu anh em đã muốn như thế, thì xin đừng để cho người nào thoát khỏi thành đi báo tin cho Gít-rê-ên. Rồi Giê-hu cho thắng xe chiến mã của mình và đi đến Gít-rê-ên là nơi Giô-ram đang nằm dưỡng bệnh. Lúc ấy vua A-cha-xia của Giu-đa xuống thăm Giô-ram cũng có mặt tại đó. Tại Gít-rê-ên, lính gác nơi tháp canh trông thấy đạo quân của Giê-hu tiến đến bèn báo, tôi thấy một đạo quân đang tiến đến. Giô-ram bảo, hãy sai một kỵ binh ra đón họ và hỏi mọi sự bình an chăng. Vậy họ sai một kỵ binh phóng ngựa ra gặp Giê-hu và nói, vua hỏi như vậy, có bình an chăng? Giê-hu đáp, bình an hay không có can hệ gì đến ngươi, hãy lui ra phía sau ta. Người lính gác nơi tháp canh lại báo, sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại. Vua bèn sai một kỵ binh thứ hai đến với họ và nói, vua hỏi như vậy, có bình an chăng? Giê-hu đáp, bình an hay không có can hệ gì đến ngươi, hãy lui ra phía sau ta. Người lính gác nơi tháp canh lại báo nữa, sứ giả đã đến gặp họ rồi nhưng không thấy trở lại. Trong cách dẫn xe thì giống như Giê-hu con của Nim-si, vì ông ấy dẫn xe chạy như điên. Giô-ram bảo, hãy chuẩn bị xe cho ta. Họ chuẩn bị xe cho vua. Rồi vua Giô-ram của Israel và vua A-cha-xia của Giu-đa ra đi, mỗi người đi xe của mình. Họ cùng nhau ra đón Giê-hu. Họ gặp Giê-hu trong cánh đồng của Na-bốt người Gít-rê-ên. Khi Giô-ram thấy Giê-hu thì hỏi, hỡi Giê-hu, bình an chứ? Ông đáp, bình an sao được khi sự thờ hình tượng của Giê-sa-bên mẹ vua vẫn còn tiếp tục chứ? Giô-ram liền quay xe lại chạy trốn và la lên cho A-cha-xia hay rằng, phản loạn A-cha-xia ơi! Giê-hu dương cung lấy hết sức lực bắn Giô-ram trúng giữa hai vai, xuyên thủng trái tim. Vua liền quỳ xuống trên xe chiến mã của mình. Giê-hu bảo Bích-ca, sĩ quan tùy viên của mình, hãy lôi xác hắn ra, đem vất vào cánh đồng của Na-bốt người Gít-rê-ên. Ngươi còn nhớ không, khi ta và ngươi cưỡi ngựa song song với nhau đi sau lưng A-háp cha hắn, thì có lời sấm ngôn của Chúa nghịch lại hắn như vậy. Vì cớ máu của Na-bốt và máu của các con cái người mà ta đã thấy hôm qua, Chúa phán, ta thề rằng ta sẽ báo trả cho ngươi lại ngay trên cánh đồng này. Vậy bây giờ hãy lôi xác hắn ra và vứt hắn trên cánh đồng đó, y theo lời của Chúa đã phán, A-cha-xia bị sát hại. Khi A-cha-xia vua của Giu-đa thấy vậy, vua liền chạy trốn về hướng Bết-ha-gan. Giê-hu đuổi theo và nói, hãy giết hắn luôn. Họ liền áp vào đánh vua trọng thương đang lúc vua ở trên xe chiến mã của mình, ngay tại khúc quẹo về hướng Gu-rơ gần Gíp-lê-am. Vua chạy thoát được về đến Megiddo thì chết ở đó. Các tôi tớ của A-cha-xia để xác của vua trên một chiếc xe chiến mã rồi chở về thành Jerusalem. Họ chôn cất vua trong mồ với các tổ phụ của vua trong thành David. A-cha-xia trị vì ở Giu-đa vào năm thứ 11 triều vua Giô-ram, con trai A-háp. Giê-sa-bên bị giết. Khi Giê-hu vào trong thành Gít-rê-ên, Giê-sa-bên nghe điều đó thì bà kẻ mắt và dồi tóc, rồi ra đứng nơi cửa sổ trông xuống. Vừa khi Giê-hu vào cổng thành thì bà nói, hỡi Simri, tên giết chủ, bình an chứ? Giê-hu nhìn lên cửa sổ và nói, ai trên đó theo ta? Ai? Có 2-3 thái giám nhìn xuống Giê-hu. Ông bảo,
hãy quăng nó xuống. Vậy họ quăng bà xuống. Máu của bà văng ra trên tường và trên ngựa. Ngựa dẫm trên thay bà mà đi qua. Jehu đi vào, ăn và uống. Xong rồi ông bảo, hãy đi lấy xác con đàn bà khốn kiếp đó chôn đi. Dù sao nó cũng là con gái của vua. Nhưng khi họ đi lo chôn bà, thì họ chẳng thấy còn gì ngoài cái sọ, hai chân và hai bàn tay của bà còn lại. Khi họ trở vô báo cáo cho Jehu, thì ông bảo, đây là lời của Chúa mà Ngài đã phán qua tôi tớ Ngài là Eli, người Thisebe trong cánh đồng ở Gitreen. Chó sẽ ăn thịt Jezabel, thây của Jezabel sẽ như phân trên cánh đồng Gitreen, đến nỗi không ai có thể nói đây là Jezabel.